Xin chào quý vị và các bạn, chào cả nhà thân yêu. Lúc này trời đã về chiều, 16 giờ 30 phút của ngày 19 tháng 4 năm 2023. Mình trở lại với quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để ghi lại những hình ảnh về triển lãm hội thi Hội chợ sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 nhằm chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm hội thi Hội chợ sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023 và được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 4 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi. Và sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ cũng như là về những tác phẩm cây hoa cảnh bonsai. Trân trọng kính mời. Video clip hay và hữu ích ấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha các bạn. Thì mình cũng không quên, mình xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và một lần nữa mình xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau. Thân ái chào các bạn và xin mời các bạn tiếp tục chúng ta cùng xem, cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm được điêu khắc từ gỗ, đá và cây bonsai, cây cảnh nghệ thuật ngang các bạn.